Dạ, em xin chào tất cả anh em đam mê Zippo đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp Dưới Đa của em nha. Hôm nay thì là đơn hàng đầu năm. Đây, hàng về đầu năm nha anh em. Từ Tết đến giờ thì bên vận chuyển bây giờ mới giao được tới bên em. Cũng về được chục đơn, rất là nhiều như thế này. Và cũng như mọi khi thì em cũng sẽ chia clip làm hai phần để khui ít ít để anh em có thể xem nó dễ dàng hơn, chứ em khui một lần nhiều thì thời lượng nó cũng lâu nữa, mình ngồi cũng không có thời gian để xem hết trọn vẹn clip khui hàng. Dạ, đây đơn hàng về rất là nhiều nha anh em. Và trong clip khui hàng thì anh em thông cảm giúp em là em cũng không có thể nào mà báo giá trực tiếp được. Những anh em mà kết mẫu nào á thì cứ liên hệ hoặc là nhắn tin cho em qua số điện thoại hoặc Zalo em có ghim ở góc trên màn hình, thì sự phản hồi của em sẽ là nhanh hơn nha. Những anh em ngại thì cứ nhắn tin cho em ạ. Chiếc đơn hàng đầu tiên, chiếc đây khui hàng đầu tiên nha anh em. Một chiếc có hộp như về dòng thể thao luôn ạ. Có tên là Wilson. Những đơn hàng này là nó về ngẫu nhiên nên em cũng sẽ không biết trong chiếc Zippo này là nó về năm bao nhiêu và chủ đề bao nhiêu hết. Đây một chiếc có hình chú cọp, hình con cọp rất là đẹp xa gớt. Quá là đẹp. Chiếc này thì mộc kép năm 2000, tem đỏ của hãng còn nguyên. Chiếc đơn này thứ hai, hàng từ Mỹ về Việt Nam như thế này nha anh em. Và anh em yên tâm, tất cả mặt hàng bên em giao dịch cũng đều là hàng riêng chính hãng hết ạ. Hộp thứ hai cũng nằm trong hộp thiết. Quá là đẹp. Một chiếc Zippo. Về một chiếc Zippo cù lũ. Một chiếc là giống y là nó xài nước lửa nha anh em. Và chiếc này cũng mộc kép năm 2000. Và đơn thứ ba. Và trong thời gian qua thì em cũng rất trân quý và cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo của em nha. Em rất là trân trọng luôn à. Em cảm ơn anh em rất là nhiều. Gói rất là đơn giản. Một chiếc Zippo xưa. Hộp Zippo nhìn nó cũng có vẻ như là nó mới luôn nha anh em. Mà em không biết bên trong có phải là một chiếc Zippo mới không. Nếu một chiếc Zippo mới nữa là ok, quá là hoàn hảo. Có giấy còn mới ken luôn. Một chiếc Zippo có hai lá cờ, có hình đây lá phong giống như lá cờ Mỹ và lá cờ Canada, có giấy của nó luôn ạ. Rất là đẹp, có chủ đề quá là hay luôn anh em. Một chiếc năm 1979. Đầu năm giao lưu một chiếc năm 79 chủ đề về hai nước, lá cờ về hai nước thì quá là ok, quá là hợp lý. Một chiếc niêu và những tờ giấy này là nó thường hay kẹp vô nè anh em, để nó không có sự va chạm nha. Một chiếc niêu năm 1979, quá là đẹp. Một chiếc niêu năm 1979. Chiếc này là chiếc cù lũ. Rồi đơn hàng thứ tư.
Clip này thì làm clip phần 1 nha anh em, và clip thứ hai sẽ là clip phần 2 để anh em tham khảo ít ít mà nó dễ hơn là khi mình coi một lần thời gian nó dài. Và báo bên Mỹ luôn à, Texas. Một chiếc Jibo tiếp tục keo của bên nó luôn, dáng dài là giống như hộp nó không có được đẹp luôn ạ. Dáng rất là kỹ, vẫn còn giấy, tem giấy đây anh em nhìn này, nó còn tình trạng nè, giấy mà nó ra móc móc vậy luôn nè. Một chiếc blend có khắc chủ đề giống y là NB. Và chiếc này thì năm 1978. Âm hay, quá là hay. Bản lề nó còn rít nên nó cứng nè anh em. Chiếc này thì hiện tại là em không thấy nó có tim luôn á. Ở đây chặn xăng và ốc đá rất là đẹp. Đây, anh em nhìn là tim nó bị tụt ở vô bên trong luôn. Đây tim nó nằm ở bên trong này luôn. À, 1978 bốn gạch sắt new. Và đơn này là đơn cuối cùng trong clip phần 1 ngày hôm nay nha anh em. Quá là đẹp. Đang cụp cụp xuống đi ạ. Đây anh em nhìn dễ thấy hơn. Nói rất là đơn giản luôn. Một chiếc HP bóng. Và đây hai gạch sắt. Năm 1980 nha anh em. Chiếc này là đã qua sử dụng. Năm 1980 đã qua sử dụng. Và chiếc năm 1980 này cũng là clip kết thúc phần 1 khui kiện hàng đầu năm của em. Và những anh em thích mẫu nào thì cứ chụp hình gửi qua tin nhắn Zalo cho em nha. Hoặc là anh em cứ nhớ năm và chủ đề thì em sẽ thông báo giá đến với anh em. Và bây giờ thì em xin phép kết thúc clip phần 1 tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip phần 2 nha.